theo, chúng ta hãy cùng thực hành nối dây để kiểm tra lại những kiến thức đã học được về điều khiển tuần tự. Các bạn hãy chuẩn bị bộ demo thực hành nối dây. Bộ demo thực hành nối dây bao gồm một bộ nguồn, nút nhấn, đèn xanh, đèn đỏ và đưa le như thể hiện trong sơ đồ nối dây. Tuy nhiên, chưa có thiết bị nào được đấu nối với nhau. Vì vậy, chúng ta sẽ sử dụng dây nối và thước nơ vít được cung cấp trong bộ demo để đấu nối. Tuyệt đối không được nối với cắp nguồn khi chưa nối dây xong, làm việc với dây sống rất nguy hiểm. Đầu tiên, phải kiểm tra xem bạn đã ngắt điện nguồn hay chưa. Điện nguồn ở trạng thái off. Sau đó, tiến hành đấu dây theo thứ tự từ vị trí số 1 trở đi. Dây được phân biệt bởi số và màu sắc. Trồng hai dây DC số 4 và số 5 lên nhau và cố định lại bằng vít. Cuối cùng, kiểm tra lại một lần nữa để đảm bảo dây được nối chính xác. Bây giờ, hãy cùng mở nguồn và kiểm tra quá trình vận hành của thiết bị. Khi bạn mở nguồn, dòng điện sẽ chạy qua tiếp điểm thường đóng của thiết bị và đèn xanh sẽ phát sáng. Nếu bạn nhấn nút nhấn, điện sẽ chạy qua cuộn dây của rơ le và tiếp điểm thường mở sẽ bị dẫn động. Khi đó đèn đỏ sẽ phát sáng, còn đèn xanh sẽ tắt. Khi bạn thả nút nhấn, rơ le sẽ bị ngắt và đèn xanh sẽ phát sáng trở lại. Bạn đã làm được chưa ạ?